đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, hiện nay Bộ Công an đã tổ chức thực hiện việc rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số ngân hàng. Dữ liệu dân cư và căn cước công dân Bộ Công an đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến triển khai thêm nhiều địa phương khác. Về quy trình sử dụng, sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân qua thiết bị tại cây ATM, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra, xác thực và đối chiếu thông tin trên thẻ gắn chip. Sau đó, hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để phòng ngừa tài khoản giả mạo trước khi công dân thực hiện giao dịch rút tiền. Ngoài ứng dụng căn cước công dân trong giao dịch ngân hàng, hiện nay người dân còn có thể sử dụng thẻ gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở.